Pakistan trong tuyên bố mới nhất cảnh báo Iran cần tránh những hành động có thể làm leo thang căng thẳng giữa hai nước. Trong khi Iran đã triệu đại diện ngoại giao của Pakistan tại Tehran, yêu cầu phải giải thích rõ về các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ của mình. Cuộc tấn công bằng tên lửa của Pakistan diễn ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào tỉnh Balochistan của Pakistan, giáp biên giới với Iran. Các cuộc tấn công được Tehran lý giải là nhằm vào các phần tử nước này cho là khủng bố và đã tham gia vào cuộc tấn công khủng bố gần đây tại Iran. Các cuộc tấn công đang càng làm gia tăng những lo ngại về tình trạng bất ổn ở Trung Đông kể từ cuộc xung đột Israel-Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Hiện Trung Quốc đã tuyên bố sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai nước. Trung Quốc, Iran và Pakistan đều là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên Iran và Pakistan tiến hành các cuộc tấn công trực diện nhằm vào lãnh thổ của nhau và cũng là lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh Iran-Iraq những năm 1980, lãnh thổ Iran mới lại trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng tên lửa. Ngoại trưởng Iran trong tuyên bố mới nhất được đưa ra cho biết nước này luôn tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia láng giềng nhưng sẽ không bao giờ nhân nhượng nếu an ninh quốc gia của mình bị đe dọa. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam, thường trú khu vực Trung Đông Nam Á.